Thanh niên đến cửa hàng ảnh tự đặt làm ảnh thờ bản thân vì lý do ngỡ ngàng phía sau. Một nam thanh niên với vẻ mặt thất thần đến cửa hàng ảnh tại đường Quang Trung, phường La Khê để đặt in ảnh thờ của chính bản thân. Theo Công an thành phố Hà Nội, sáng ngày 25 tháng 5 năm 2023, một nam thanh niên có vẻ mặt buồn thất thần đến cửa hàng ảnh tại đường Quang Trung, phường La Khê để đặt in ảnh thờ của bản thân. Thấy vậy, chủ cửa hàng liền hỏi thăm và nam thanh niên cho biết muốn tìm đến cái chết. Ngay sau đó, chủ cửa hàng liền báo cho Công an phường La Khê. Tiếp nhận thông tin, tổ công tác Công an phường La Khê lập tức đến hiệu ảnh. Cán bộ công an phường đã động viên và mời nam thanh niên về trụ sở. Tại cơ quan công an, nam thanh niên cho biết tên là T, 23 tuổi, nhà ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Anh T cho biết đang muốn tìm đến cái chết do buồn chán chuyện gia đình. Công an phường La Khê đã ân cần trò chuyện, động viên, thuyết phục anh T từ bỏ ý định tự tử. Sau hơn một tiếng đồng hồ được tâm sự, chia sẻ với cán bộ công an phường, anh T đã từ bỏ ý định tìm đến cái chết. Ban chỉ huy công an phường La Khê đã phân công cảnh sát khu vực chờ anh T ra bến xe bus để bắt xe về nhà. Đồng thời công an phường La Khê liên hệ với công an cơ sở nơi anh T cư trú để thông báo sự việc cho gia đình. Hiện trạng thái tâm lý của anh T ổn định, dần trở lại bình thường.